Chào các bạn, mình đang cầm trên tay cái quyển sách Mỗi ngày một chút thôi. Đây là cái quyển sách thứ hai của mình. Và cho tới giờ này thì nó đã vừa xin giấy phép xong. Cái đây là cái bản mà mẫu, cái bản là đã được duyệt xong. Và đây là cái quyển sách thứ hai của mình. Đứa con thân này của mình cảm giác nó rất là tuyệt vời. Cái quyển sách đầu tiên đó là cái quyển Vượt biển lớn. Đã ra cái này cũng được 6 tháng rồi và hiện tại là đang nằm trong cái top những quyển sách bestseller ở trên trang Tiki và ở một số trang khác nữa. Bây giờ các bạn vào các nhà sách, đặc biệt là hệ thống Pha Sa, hệ thống nhà sách Phương Nam, là chắc chắn là có sách liền trên mọi miền đất nước của Tổ quốc. Nó cũng đã được ra cái phiên bản tiếng Anh là Beyond the Way. Và hiện tại thì đang được bán trên Amazon và mình đang xúc tiến phát hành ở một số nước khác. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái quyển Mỗi ngày một chút thôi. Và cái giấy phép thì cũng đã xong rồi. Bây giờ bắt đầu chuyển sang cái khâu in ấn. Và rất là vui khi mình giới thiệu cái đứa con tinh thần thứ hai này nó lại ra đời rồi. Tại sao mà nói mỗi ngày một chút thôi? Bởi vì trong cuộc sống, để chúng ta thành công và trong những cái trải nghiệm năm tháng của mình, chúng ta mong muốn cái gì đó nó rất là to lớn. Chúng ta mong muốn làm được rất là nhiều thứ to lớn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, muốn làm việc lớn thì chúng ta phải làm những cái việc đó rất là nhỏ. Rất nhỏ. Trước tiên là chúng ta phải xác định chúng ta đang đứng ở đâu. Phải xác định rõ ràng để chúng ta đang đứng ở đâu. Có rất nhiều người không biết chính xác mình đang đứng ở đâu. Mình ví dụ thôi. Nếu các bạn mà đang đứng ở một chỗ nào đó và các bạn không biết đường đi, các bạn gọi điện thoại cho ai? Các bạn nói là chỉ đường cho bạn đi. Ví dụ như các bạn muốn biết đường đến trung tâm vườn ươm doanh nhân Bitrening đi. Thì cái người nghe máy á, ví dụ mình là người nghe máy thì mình hỏi là bạn đang đứng ở đâu vậy? Các bạn hình dung chưa? Thì các bạn nói chính xác các bạn đang đứng ở đâu thì mình mới chỉ đường các bạn đến với Bitrening được. Hoặc là ai hỏi bạn đường đến Bitrening, bạn đến mà bạn biết rồi. Ai gọi hỏi bạn là đường đến Bitrening là làm sao thì bạn cũng hỏi là bạn đang đứng ở đâu. Các bạn hình dung ra điều này này chứ. Phải xác định được mình đang đứng ở đâu. Và khi xác định được mình đang đứng ở đâu á, rõ ràng rồi, thì mình phải lên được một cái plan rất là chi tiết để mà mình đưa cái công việc đó vào cuộc sống mỗi ngày. Là mình thực hiện mỗi ngày một chút thôi. Chúng ta cứ thực hiện đi. Cái công thức của mình là đu, làm, rồi suy nghĩ, rồi làm. Chứ không phải là chúng ta suy nghĩ. Nhiều lúc chúng ta cứ suy nghĩ mãi rồi nó cũng không ra một cái gì hết. Chúng ta không có ra được giải pháp. Chúng ta làm đi cái đã, rồi bắt đầu cái sự việc nó xảy ra, rồi trên cái sự việc nó ra chúng ta muốn được kết tại sao nó xảy ra cái hiện tượng này. Tại sao cái điều này nó xảy đến với mình. Nguyên nhân nó là cái gì, chúng ta đúc kết gì, rồi bắt đầu chúng ta mới thực hành tiếp, rồi chúng ta lại ra giải pháp tiếp, rồi chúng ta thực hành tiếp. Các bạn hiểu ra thì chúng ta phải ra một cái plan là mỗi ngày chúng ta phải thực hiện một chút thôi. Cái quyển sách này ra đời nhằm mục tiêu cũng gửi đến các bạn một cái thông điệp rất là tuyệt vời. Bạn muốn có được cái gì to lớn thì bạn gì bạn phải có được một cái tập thực hiện mỗi ngày một chút thôi, thì các bạn sẽ có tất cả những gì trong cuộc đời này bạn mong muốn. Hành trình vạn dặm đi từ bước chân đầu tiên mà. Cũng như cái kế hoạch khi mình ra cái quyển sách này thì mình cũng mỗi ngày mình làm một chút thôi. Cứ mỗi sáng mình viết một chút, mỗi sáng mình viết một chút. Cho tới giờ thì cái quyển sách này mình cầm trên tay, các bạn biết là nó 220 trang. Nó ra cái quyển sách mình cũng kiên trì mỗi ngày một chút thôi. Vậy thì mình đọc cái lời giới thiệu của quyển sách này. Tôi không hứa cho bạn một phép màu để chỉ một bước cuộc đời rẽ sang một trang khác huy hoàng. Tôi cũng không chắc cuốn sách này thực sự có ích nếu bạn chưa sẵn sàng. Quan trọng nhất là đón đọc nó như một đứa con và mở lòng ra với nó, với quyển sách này như một người yêu, tức là một yêu quý cái quyển sách này. Tôi hứa bạn sẽ nhận được về từ nó những bài học giá trị và những kiến thức tuyệt vời từ những hành trình trong cuộc sống và trong kinh doanh. Và
trong này là nó chứa đựng 101 bài học mà trên hành trình kinh doanh chắc chắn là bạn sẽ gặp, và những cái bài học trong cuộc sống và trong đời thường mà những năm tháng mình đi qua mình chạm được. Ví dụ như hôm đó mình ngồi mình ăn ở một cái quán phở đó và mình chạm được cái bài học, ồ cái người bán phở đó họ đã có được một cái bài học rất là tuyệt vời, và cái điều đó mình đã về mình chia sẻ trong cái quyển sách này. Hoặc một dịp mình đi ngoài Hà Nội và mình thấy mình ở một cái khách sạn đó và mình thấy cái khách rất là đông và mình gặp được cái người chủ khách sạn và mình hỏi họ cái bí quyết làm sao kinh doanh khách sạn này thành công, thì họ chia sẻ cho mình, nó cũng nằm trong cái quyển sách này. Hoặc là năm vừa rồi mình có 10 ngày mình ở bên Thái Lan và mình gặp những con người ở đó, mình học những bài học kinh doanh mà chính con người Thái Lan chỉ cho mình, nó cũng nằm trong cái quyển sách này. Vậy thì cái quyển sách này đã sắp ra mắt rồi và mình mong muốn rằng bạn có nó trong tay như một cái món quà. Những năm tháng mình chắc lọc mình gửi trong này, mình nghĩ rằng nếu nhà bạn có một cái tủ sách thì bạn nên có thêm cái quyển sách này nữa. Vì sao ? Cái quyển sách này nó sẽ giữ lại mãi mãi trong cái tủ sách nhà bạn, nó không có vơi đi. Nếu bạn dành cái khoản tiền đó khoảng hơn trên dưới 100 ngàn thôi mà bạn đi uống một ly cà phê, hai ly cà phê rồi nó sẽ hết. Hoặc là bạn dùng cái khoản tiền này bạn mua một cái sản phẩm gì đó, bạn dùng một thời gian thì nó sẽ hết. Còn cái quyển sách này nó sẽ nằm trong cái tủ sách nhà bạn. Các bạn thấy không ? Nhà mình có rất là nhiều sách, nhà mình nguyên cả một cái kệ sách lớn. Hiện tại kệ sách nhà mình khoảng ước lượng khoảng là gần 500 cuốn. Và cái điều mình tự hào nhất, thay vì mọi người ở trong nhà có gì ? Có một tủ rượu, ok chưa? Thì mình ở trong nhà mình phải có một cái tủ sách, bởi vì mình để lại cho con cháu của mình những lúc mình cần thì mình đọc sách. Vì sao mình đọc sách? Bởi vì những cái kiến thức có được ở trong này sẽ giúp chúng ta tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm. Một tác giả họ viết sách, họ đúc kết rất là nhiều kinh nghiệm để họ vào đó. Và khi chúng ta đọc sách của tác giả đó thì vô hình trung nó giúp cho chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta chạm được với cái trí tuệ của cái tác giả đó. Đó là lý do mà mình rất là yêu quý sách. Và mình tin rằng các bạn hãy đặt mua cái quyển sách này tại trung tâm của mình. Nên khi các bạn xem đoạn video này thì bạn chỉ cần comment dưới mình, các bạn chỉ nhắn tin bên dưới, thì bên trung tâm mình sẽ liên hệ với bạn và vợ gửi sách đến tận nhà bạn luôn, trên khắp mọi miền đất nước này. Dù các bạn ở tỉnh nào, dù các bạn ở vùng sâu vùng xa, thì bên mình cũng gửi sách qua các dịch vụ bưu điện, gửi sách tới tặng nhà bạn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thông qua sách, mình với bạn sẽ biết nhau nhiều hơn, và các bạn tương tác trên Facebook của mình, các bạn tương tác trên YouTube của mình. Và nhớ giữ quyển sách này các bạn nhé. Nếu các bạn chưa có quyển Vượt Biển Lớn thì các bạn thêm cái Vượt Biển Lớn nữa. Và không có gì thay đổi thì cuối năm nay hoặc đầu năm sau mình sẽ ra cái quyển sách thứ ba rồi. Tại vì hầu như là cái phần viết của mình đã biên xong hết rồi. Bây giờ chỉ nằm ở khâu biên tập nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình và được sự ủng hộ của các bạn. Thì mình cam kết từ bây giờ cho tới năm 2020 thì mình ra đến 10 quyển sách lận, và mình chia sẻ cho bạn mọi cái ngóc ngách trong lĩnh vực kinh doanh, làm sao để mình thành công trong ngày hôm nay, làm sao để một người dân tỉnh bước chân vào Sài Gòn này để mà chúng ta có được cái tài sản và cái sự thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.